Kính thưa quý vị, nằm trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, chương trình 3 là chương trình xây dựng cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Mục tiêu của chương trình nhằm xây dựng hình ảnh các cơ quan đơn vị doanh nghiệp văn minh hiện đại thông qua các hoạt động văn hóa và đời sống văn hóa. Với doanh nghiệp, tài sản lớn nhất là nguồn lực. Chính vì thế, thu hút sự tham gia của người lao động vào các hoạt động này là yếu tố quyết định sự thành công của doanh nghiệp. Với việc xác định công tác xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức công đoàn gắn với xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh với vai trò là chủ nhiệm chương trình 3 đã phối hợp với các đơn vị và địa phương, đặc biệt là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tổ chức khá nhiều hoạt động. Ngoài đăng ký thực hiện các danh hiệu, các hoạt động xã hội, tuyên truyền giáo dục cho người lao động những tiêu chí xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, thì những hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phù hợp với điều kiện của cơ quan đơn vị doanh nghiệp dành cho người lao động cũng được tổ chức thường xuyên. Thì có một cái điểm mà chúng tôi đánh giá rất là cao, thì đến những năm gần đây và cụ thể là trong năm nay, ngày hội lần này thì chúng tôi thấy có sự tham gia của rất nhiều đơn vị. Ví dụ như một huyện có thể giới thiệu những tiết mục, những cái nội dung hay nhất của đơn vị của mình. Có đơn vị cấp huyện có thể là 3 đến 5 đến 7 doanh nghiệp cơ quan đơn vị cùng tham gia trong cái hoạt động này. Điều đó cho thấy cái sự lan tỏa và cái tính cộng đồng của và cái trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, lãnh đạo các cơ quan đơn vị cũng như là cái sự tham gia tích cực của người lao động đã được nâng lên rất là rõ ràng. Nhân tháng công nhân 2019, vừa qua tại khu du lịch Bửu Long, thành phố Biên Hòa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức ngày hội công nhân viên chức và người lao động với sự tham gia của gần 3.000 đoàn viên người lao động trong tỉnh. Qua đó, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong đời sống tinh thần của cán bộ đoàn viên, công nhân viên chức lao động, góp phần tăng năng suất lao động, hiệu suất công việc nhằm giành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên người lao động có cơ hội giải trí giao lưu, mà còn là diễn đàn kêu gọi cả hệ thống chính trị quan tâm tập trung xây dựng giai cấp công nhân xứng đáng là lực lượng tiên phong đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cái hiệu quả mà chúng tôi đánh giá được thông qua các phong trào này là công nhân, viên chức cũng như người lao động chúng ta có được cái dịp để ngồi lại cùng nhau giải trí một cách bổ ích và rèn luyện thân thể theo cái phong trào chung rèn luyện thân thể, không theo gương Bác Hồ vĩ đại. Nhưng thông qua cái đó, chúng tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi sẽ tìm kiếm được những tài năng trong cái lực lượng công nhân vốn nhiều tiềm năng của chúng ta để cho cái phong trào ngày càng đạt hiệu quả cao hơn. Nó tạo động lực cho giai cấp công nhân chúng ta xây dựng cái giai cấp vững mạnh, cũng như là thông qua phong trào thì xây dựng cơ quan doanh nghiệp của mình luôn luôn phát triển bền vững, góp phần không nhỏ vào cái phong trào chung để xây dựng cho đất nước, cho quê hương Đồng Nai. Trong khuôn khổ chương trình, ngoài phần lễ, đông đảo đoàn viên người lao động còn được tham gia tranh tài tại các nội dung văn nghệ, thể thao. Nhiều tiết mục đặc sắc có đầu tư đã được ban giám khảo đánh giá cao. Qua đó thấy được tinh thần hứng khởi của anh chị em công nhân viên chức và người lao động trong các hoạt động văn hóa. Vì vậy, ngày hội chính là điểm nhấn để các đơn vị tổ chức các hoạt động ngay tại đơn vị mình, tạo sức lan tỏa trong cơ quan doanh nghiệp. Trong khuôn khổ 2 ngày diễn ra ngày hội công nhân viên chức và người lao động tỉnh Đồng Nai năm 2019, ngay từ sáng sớm, khu du lịch Bửu Long đã đón hàng ngàn đoàn viên công nhân lao động đến từ nhiều nơi trong tỉnh. Năm nay thì chúng em được tham gia là chương trình là ngày hội là lần thứ 2 rồi. Và cảm giác cũng giống như là những ngày lúc đầu vậy đó, cũng hồi hộp. Nhưng mà em thấy thì sân chơi này rất là bổ ích. Bởi vì đối với công nhân các em thì hay khi mà những ngày làm việc cực khổ thì rất là vất vả. Nói chung là có những ngày không dám nghĩ tới là mình sẽ có được cái không gian vui chơi giải trí như thế này. Đến đây thì chúng em có rất là nhiều bạn bè, chúng em học hỏi, trao dồi kinh nghiệm với nhau, cũng như là cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Thì đối với em nghĩ là nhờ những ngày hội như thế này mà công nhân chúng em có những được tinh thần được thoải mái hơn, làm việc tốt hơn, một ngày phát triển hơn. Em tham gia này là lần thứ 2. Cái ngày hội này tổ chức cho người công nhân, người lao động của tụi em, công nhân viên chức tụi em thì rất là bổ ích, giúp cho tụi em có được những phút giây giải trí sau những ngày làm việc mệt mỏi, trao dồi thêm kiến thức từ bạn bè khắp mọi nơi trên tỉnh.
đến với ngày hội bằng tinh thần vô cùng phấn khích khi được thưởng thức nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc, sôi nổi cổ vũ các đội thi đấu thể thao. Đây là cơ hội để người lao động có dịp được vui chơi, xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng, vất vả. Đây là cũng năm thứ hai công ty tham gia, nhưng mà so với năm ngoái thì năm nay cái tổ chức có quy mô lớn hơn và cái đông đảo các anh em chị em tham gia nó đông hơn. Và là khi mà tham gia một sân chơi thì là lúc đầu thì mình cũng không nghĩ nó là chưa tới đây nhiều, thì mình chưa nghĩ được nó là nó có cái sân chơi nó hoành tráng như vậy, nó rộng như vậy, mà tất cả anh chị em và cổ động viên và vận động viên rất là hào hứng, rất là muốn tham gia, nên là cũng biết rồi và là rất là sẵn sàng để chuẩn bị để tham gia cái lễ sân chơi này. Thật sự là một cái nơi mà giống như mà người đang xả stress và tạo quên đi cái sự mệt mỏi trong công việc. Nó có niềm đam mê, niềm thi đua, cả nó giống như là cả vừa sản xuất và vừa vui chơi như vậy, thì cảm thấy là nên duy trì kéo dài tiếp tục nữa, để cho công nhân có một cái cơ hội, có một cái sân chơi thoải mái như thế này. Tại ngày hội dành cho công nhân viên chức và người lao động tỉnh Đồng Nai lần thứ 3 năm 2019. Và đây là ngày hội nằm trong chuỗi hoạt động của chương trình 3 là xây dựng đời sống văn hóa của cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Và chương trình này cũng nằm trong cái phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Và như quý vị cũng đã thấy, với cái không khí này thì rất là cần thiết để phát huy nhiều hơn nữa những cái hoạt động này dành cho người công nhân sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi. Để có được những phút giây thư giãn thoải mái cho người lao động, phải nói đến vai trò quan trọng của đơn vị doanh nghiệp. Với hơn 20.000 công nhân, công ty Bosun Việt Nam, đơn vị có 100% vốn đầu tư nước ngoài, là một trong những đơn vị luôn chú trọng công tác xây dựng cơ quan đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Lãnh đạo công ty luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất cho công đoàn cơ sở hoạt động. Trong đó, chăm lo đời sống tinh thần cho anh chị em công nhân là việc làm thường xuyên và luôn đổi mới các hình thức hoạt động. Qua đó, tạo sự gắn kết tin tưởng giữa người lao động và doanh nghiệp để cùng nhau phát triển. Ngoài cái việc mà thi đua sản xuất hàng ngày á, thì bên chỗ công ty rất là chú trọng tới cái đời sống văn hóa tinh thần của người lao động tại công ty. Và công ty cũng là hỗ trợ hết mình để cho công đoàn cùng với công ty tổ chức các hoạt động. Với cái số lượng công nhân đông ở trên tỉnh Đồng Nai thì cái việc mà văn hóa, văn nghệ, tinh thần đối với công nhân rất là quan trọng. Và tôi hy vọng rằng là cái hoạt động này nó sẽ tiếp tục duy trì. Thì khi mà nó duy trì được thì ở các cái cơ sở thì người ta sẽ cố gắng tập luyện và người ta thường xuyên sẽ tạo cái sân chơi cho công nhân. Và người ta sẽ tạo, khi mà có cái sân chơi cho công nhân, người ta sẽ lựa chọn những cái đội tốt nhất và họ sẽ được tham gia tại cái ngày hội ngày hôm nay. Và tới ngày hội ngày hôm nay thì tôi cảm thấy rất là vui khi mà được rất là nhiều cái nội dung bổ ích. Tháng Công nhân năm 2019 khởi đầu cho sự lan tỏa bằng một ngày hội hết sức ý nghĩa dành cho người lao động. Đây không chỉ là dịp để đoàn viên người lao động có cơ hội giao lưu giải trí, mà còn là cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động trong việc xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và cùng tiến bộ. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh thương hiệu của đơn vị doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Quý vị và các bạn vừa đến với chương trình Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.